Và lời cảm ơn thì rất là nhiều lời cảm ơn. Dạ, lời cảm ơn rất nhiều lời cảm ơn. Nhưng mà trước hết thì cảm ơn làng xóm, bà con và tất cả các chú, các bác, các anh chị, các bạn. Và cảm ơn mẹ, cảm ơn cả người cha quả cụ của con, cảm ơn anh chị. Thì đáng lẽ con cảm ơn tất cả mọi người. Thế rồi về rút con lại thì cho con cảm ơn một người sẽ đi với con này suốt cuộc đời này, đó là vợ của con. Thì tặng vợ một ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang và hát một tên Điều Giản Dị. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em, anh càng thấy sao ạ? Anh càng thấy